Mình xin chào các bạn nha. Rất vui vì được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tắt được cái thông báo về cái lời nhắc ngày sinh nhật ở trên cái ứng dụng Zalo. Nếu như các bạn sử dụng ứng dụng Zalo thì các bạn đều biết là trên Zalo nó có một tính năng, đó là nó sẽ nhắc nhở cái ngày sinh nhật của những cái người bạn mà chúng ta đã từng kết bạn ở trên cái ứng dụng Zalo. Thì đến cái ngày sinh nhật của họ thì Zalo nó sẽ có một cái lời nhắc cho chúng ta là hôm nay là sinh nhật của bạn A hoặc là bạn B, và chúng ta có thể là gửi được cái lời chúc mừng sinh nhật đến cái người bạn đó. Thì theo mình thấy thì đây là một tính năng hay mà Zalo nên áp dụng, và không chỉ Zalo mà rất nhiều những cái mạng xã hội cũng có sử dụng cái tính năng đó là báo ngày sinh nhật và cũng như là tự động gửi cái lời mời chúc mừng sinh nhật nếu các bạn để cái phần thông tin ngày tháng năm sinh ở cái chế độ công khai. Tuy nhiên thì nếu trong trường hợp mà các bạn không muốn nhận cái thông báo về cái ngày sinh nhật của bạn bè chúng ta trên Zalo thì các bạn có thể là ấn được cái thông báo và cũng như là tắt được cái thông báo ngày sinh nhật nha. Và để tắt được cái thông báo về cái sinh nhật của cái người bạn mà chúng ta đã kết bạn ở trên cái ứng dụng Zalo thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần cá nhân cho mình. Ở trong cái ứng dụng Zalo thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần cá nhân và các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục loa cài đặt ở đây. Trong cái phần cài đặt này thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần thông báo. Và trong cái phần thông báo này nó sẽ có một cái mục đó là sự kiện báo cho tôi về ngày sinh nhật của bạn bè. Và nếu như các bạn không muốn nhận cái thông báo về sinh nhật của bạn bè thì các bạn sẽ tắt cái tính năng này đi. Cái thứ hai là các bạn có thể là tắt được cái thông báo về cái ngày sinh nhật của các bạn cho bạn bè của các bạn trên Zalo thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn cũng chọn cho mình vào cái phần cá nhân và chọn cho mình vào phần cài đặt. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần nó là quyền riêng tư. Và ở đây trong cái phần quyền riêng tư này, trong cái mục cá nhân nó sẽ có cái phần nó là sinh nhật. Thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần nó là không hiện. Nếu các bạn chọn cái phần nó là hiện đầy đủ ngày tháng năm thì đến cái ngày sinh nhật của các bạn, Zalo nó sẽ đọc được và nó sẽ thông báo cho tất cả những cái người bạn của các bạn trên ứng dụng Zalo về cái ngày sinh nhật của các bạn, để những người bạn của các bạn có thể là gửi cái lời mời chúc mừng sinh nhật đến các bạn nha. Và nếu như các bạn không muốn Zalo nó thông báo cái ngày sinh nhật của các bạn ở trên Zalo thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần nó là không hiện. Thì như vậy thì Zalo nó sẽ không tự động thông báo cái ngày sinh nhật của các bạn ở trên cái ứng dụng Zalo.